Vâng, Biển Xanh xin kính chào quý anh chị và các bạn cùng các nhà đầu tư cá nhân. Lời đầu tiên, Biển Xanh xin kính chúc quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, thành công và luôn vạn sự cát tường. Hiện tại thì Biển Xanh đang có mặt tại chợ Mỹ Hạnh Nam, mặt tiền đường Gò Hư quý anh chị nhé. Phía trước chính là mặt tiền đường tỉnh lộ DT824, còn con đường này thì là đường Gò Hư. Nếu như quý anh chị và các bạn mình đã nhiều lần xem video của Biển Xanh thì đã có những cái clip Biển Xanh quay về cái chợ Mỹ Hạnh Nam và con đường Gò Hư này. Hôm nay thì Biển Xanh xin được tiếp tục chia sẻ, giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một sản phẩm ký gửi mới, một sản phẩm ngay mặt tiền chợ quý anh chị nhé. Vị trí vàng kinh doanh hái ra tiền đó quý anh chị. Đây, chính là cái chợ Mỹ Hạnh Nam. Bây giờ thì 11 giờ trưa rồi cho nên là chợ cũng đã đang là tan rồi quý anh chị, nên là hơi ít người rồi. Và hôm nay thì Biển Xanh sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một căn nhà xây kiên cố mặt tiền chợ quý anh chị nhé. Vị trí này là vị trí hái ra vàng đó quý anh chị. Căn nhà này hướng Tây Nam quý anh chị nhé, có diện tích là ngang 7, dài 29, nhà xây kiên cố, mặt tiền chợ luôn đó quý anh chị. Xin mời quý anh chị mình đi vào bên trong để mình tham quan. Bên trong nhà thì có dán gạch lên nửa tường hết rồi quý anh chị, cho nên rất sạch sẽ. Và căn này là xây rất là kiên cố. Cái vị trí này thì mình rất là thuận lợi để mà kinh doanh quý anh chị nhé. Ngay mặt tiền chợ luôn. Mình buôn bán các kiểu dịch vụ ở cái vị trí này thì đều rất là tốt đó quý anh chị. Khu vực xã Mỹ Hạnh Nam này đang vô cùng là phát triển và sầm uất. Ở cái mặt tiền đường Gò Hư này thì những lô đất trống không, bây giờ không có còn nhiều đó quý anh chị nhé. Phía bên ngoài là một lớp cửa kéo và đi vào bên trong là một khoảng sân. Tiếp theo là mình có một lớp cửa cuốn quý anh chị. Và căn này có giá là 7,5 tỷ, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, 7,5 tỷ còn thương lượng đó quý anh chị. Mình mua là bao sang tên công chứng. Căn này mình có thể vừa ở và vừa kinh doanh được đó quý anh chị nhé. Đây, cái gạch ở dưới nền dán cái màu cũng khá là đẹp. Đây là không gian của khu vực để mà mình buôn bán đó quý anh chị. Rất là rộng luôn. Ngang 7 dài 29 hướng Tây Nam, ngay mặt tiền đường chợ đường Gò Hư, thuộc ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách Sài Gòn 2 km quý anh chị nhé. Phía bên trong là khu vực của gian bếp, cho nên là căn này mình có thể vừa ở và vừa kinh doanh cho một đại gia đình luôn được đó quý anh chị. Phòng tắm và WC. Cầu thang đi lên lầu quý anh chị nhé. Trong này mình có thêm một cái kho để chứa đồ. Đây. Tay vịn cầu thang làm cũng khá là chất đó quý anh chị. Bằng gỗ, hai bên cũng có gắn kính cường lực. Căn này là gác đúc thật đó quý anh chị nhé. Ngang 7 dài 29 hướng Tây Nam, ngay mặt tiền chợ đường Gò Hư, một cái vị trí vàng. Phải nói là một vị trí hái ra tiền đó quý anh chị. Mình có thể kinh doanh đa ngành nghề ở cái mặt tiền chợ này. Và trên con đường Gò Hư này thì những lô đất trống hầu như là không còn nhiều. Rất là ít người bán. Đây, phòng ngủ. Căn này giá 7,5 tỷ đó quý anh chị nhé. 7,5 tỷ là còn thương lượng. Bớt chút lọc, bao sang tên công chứng cho mình.
quý anh chị mình xem được video này và thấy cái tiềm năng của cái mặt tiền đường Gò Hưu này thì hãy nhanh tay nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Đứng ở trên này là thấy cái khu vực ở dưới mình có thể kinh doanh buôn bán rất là thoải mái quý anh chị. Ngang 7 nó khá là rộng. Phía ngoài người ta đang kinh doanh buôn bán rất là nhiều các loại hình. Ở đây thì mình có thể mở được đa ngành nghề đó quý anh chị. Khu vực này dân cư vô cùng là đông đúc. Phía ngoài này thì mình có thể làm cái sân phơi đồ. Cho nên là căn này mình vừa ở vừa kinh doanh là khá là thuận lợi đó quý anh chị. Nó nằm ngay mặt tiền đường Gò Hưu, ngay đầu đường Gò Hưu giao với đường tỉnh lộ 824 quý anh chị nhé. Trên này cũng có một cái phòng tắm khá là rộng, phòng tắm và WC. Căn này là gác đúc thật đó quý anh chị. Quý anh chị mình đang có nhu cầu tìm đất mặt tiền đường Gò Hưu để mà kinh doanh buôn bán, có xem được video này của Biển Xanh thì hãy gọi ngay cho Biển Xanh nhé. Căn nhà này cũng khá là chất đó quý anh chị, xây rất là kiên cố vững chắc. Ngang 7 dài 29, thuận lợi để mà mình vừa kinh doanh và vừa sinh hoạt, sinh sống ở đây luôn được đó quý anh chị. Ở đây thì có cái điều đặc biệt là nó ngay giáp ranh với khu công nghiệp Hoàng Gia, khu công nghiệp Xuyên Á và khu cụm công nghiệp Nhị Xuân. Chính vì thế mà cái lượng công nhân đổ dồn về đây để mà sinh sống và làm việc rất là đông đúc. Cho nên là ở khu vực này thì mình kinh doanh là đa ngành nghề quý anh chị nhé. Cái vị trí này mình mua là xứng đáng với đồng tiền đó quý anh chị. Một cái vị trí kinh doanh vô cùng là tốt. Con người thì luôn sinh ra đông đúc, còn đất thì vẫn đứng yên một chỗ. Cho nên là mình tìm được một cái vị trí để mà an cư lập nghiệp. Một cái vị trí hái ra tiền như thế này cũng rất là khó để mà tìm ra đó quý anh chị. Bởi vì ở cái mặt tiền đường Gò Hưu này rất là ít những lô đất trống. Và những cái chủ đất người ta cũng ít bán lắm quý anh chị. Bởi vì cái khu vực này nó vô cùng là phát triển sầm uất. Em xin được nhắc lại diện tích của căn nhà này là ngang 7 dài 29. Căn nhà này có gác đúc thật quý anh chị nhé. Xây vô cùng là kiên cố và vững chắc. Vừa ở vừa kinh doanh rất là thuận lợi. Nằm ngay mặt tiền đường Gò Hưu, đầu chợ luôn. Thuộc ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách Sài Gòn chỉ 2 km quý anh chị nhé. Cái trần người ta làm cũng khá là cao, cho nên nó rất là thoáng và mát. Hướng Tây Nam quý anh chị nhé. Giá là 7,5 tỷ, bao sang tên công chứng, còn bớt chút lọc cho mình. Pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng. Lát nữa em nghe được. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh, hãy nhanh tay nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh nhé. Số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Đây, phía trước là chợ Mỹ Hạnh Nam đó quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video của Biển Xanh. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất nhé. Còn bây giờ Biển Xanh xin được phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video lần sau nhé.